Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái động cơ 5.000W. Đấy. Động cơ này là động cơ AC các bạn nhé. Nó không phải là dòng động cơ BLDC hay là dòng động cơ DC. Cái loại này thì nó có công suất là 5.000W. Và cái cục điều khiển thì nó không hầm hố như cái dòng DC hoặc là dòng AC BLDC. Thì thằng này động cơ thì nó rất lớn và nặng. Nguyên cái động cơ 5kW này của nó là nặng tới 27kg. Đấy. Và nó có một cái sự khác biệt nữa là nó rất là bon trơn. Ví dụ các bạn quay cái này này. Đấy. Thì nó rất là trơn và các cái thông số của nó thì đây như trên thân động cơ đây các bạn này. Động cơ này là động cơ 5kW, điện áp 60V, tốc độ vòng tua là 3.000 vòng trên phút. Tuy nhiên thì với cái tốc độ đo thực tế thì mình đo được là nó lên đến 6.000 vòng trên phút các bạn nhé. Đấy. Thì cái này mình cũng chưa hiểu lắm, nhưng mà theo như mình nghĩ thì 3.000 ở đây là cái tốc độ thực tế, nó không bị giảm đi. Thì sau đây mình sẽ test thử cho các bạn bằng cái thiết bị đo tốc độ này, đo vòng tua này, PRM này các bạn này. Tốc độ đo vòng tua. Sử dụng cái thiết bị này thì các bạn cần lắp một cái bộ phản quang lên đầu trục này. Rồi sau đó là các bạn quấn băng dính đen này để nó đỡ bị sai số. Điện áp ở đây hiện tại là mình đang sử dụng là điện áp 60V. Đây các bạn nhìn cái đồng hồ nhé. Đó. Tốc độ của nó là 6.000 vòng trên phút các bạn nhé. Quay rất là êm. Và cái độ trơn của cái động cơ đây, như mình đang nhả ra ấy. Cái dòng động cơ này thì bên mình mới tiếp xúc thôi, thì cũng qua được một vài khách hàng sử dụng thì đều phản hồi rất là thích cái dòng này. Nó chạy êm, tăng ga rất là từ từ. Đấy. Tăng ga nó rất là mềm, tức là gọi là mình cứ gọi là khởi động mềm đấy. Đấy các bạn nhìn cái trục nó rất là bon so với những dòng động cơ kia thì gần như khi mình thả ra là nó dừng lại. Và theo như mình được biết thì cái dòng động cơ này nó không sử dụng nam châm. Thì cái ưu điểm của cái dòng động cơ không sử dụng nam châm ấy thì nó là nó không bị mất công suất khi mà động cơ nó nóng. Thì các bạn cũng biết rồi đấy, thì tất cả những cái dòng động cơ có sử dụng nam châm ấy thì nó sẽ bị mất cái hiệu suất khi mà thân nhiệt của nó tăng lên cao. Nhiệt càng cao thì từ tính nó sẽ càng giảm. Khi từ tính nó giảm thì công suất nó cũng giảm theo. Đấy nó chính là cái ưu điểm của cái dòng này. Thì một cái bộ này mình đang bán là có chân ga, có ổ khóa, tay đảo chiều. Tay đảo chiều rất là đẹp các bạn nhé. Tay đảo chiều này thì bên mình vẫn bán đấy, nhưng mà ít người thì sử dụng, toàn dùng cái loại tay cơ kia thôi. Đấy, bạn nào thích dùng tay này thì bên mình cũng có. Bộ nguồn. Nguồn này nó ghi là 72V, nhưng mà đây là mình đấu điện 60 nó vẫn chạy.
Đây tất cả các rắc cắm của nó là rắc đây, rắc chống nước các bạn nhé. Đây là rắc ga, rắc ghế của nó chống nước hết đây này. Điện áp chân ga rất là xịn luôn. Chân ga treo cực kỳ xịn này. Đấy, ổ khóa này. Ổ khóa thì đơn giản rồi. Mình có thể thay ổ khóa đẹp hơn cái đấy tùy. À, mình sẽ đo sơ cho các bạn về kích thước của nó. Con này thì có kích thước tổng chiều dài là 26 cm. Đấy. Kích thước chiều cao và chiều rộng của nó là 18 cm. Kích thước của cái đầu răng này thì của nó là 18 răng thì phải. Đấy, 18 răng. Các bạn có thể mua thằng này về lắp với cái cầu của nó, hoặc là mua về làm vào cái mục đích khác thì tùy các bạn. Video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xem video của mình. Các bạn xem video thì nhớ nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi mình mới đăng sản phẩm mới lên. Đây, đây chính là tổng thể một bộ đó đấy.